Con người chúng ta không có quyền lực gì với những thứ bên ngoài. Chúng ta tưởng là chúng ta có quyền lực với những thứ bên ngoài, nhưng bản chất ta không có quyền lực gì với thứ bên ngoài cả. Thanh Bình có đặt câu hỏi: Thầy cho em hỏi, theo đạo Phật thì quyền lực đích thực của một con người là gì? Thưa anh Bình, con người chúng ta không có quyền lực gì với những thứ bên ngoài. Chúng ta tưởng là chúng ta có quyền lực với những thứ bên ngoài, nhưng bản chất ta không có quyền lực gì với thứ bên ngoài cả. Anh càng dương quyền lên với vợ anh thì cuộc sống gia đình anh càng nhanh tan vỡ. Trong một doanh nghiệp, ông sếp càng hống hách dương quyền lên thì doanh nghiệp đó sớm tan nát. Trong một mối quan hệ mà anh tỏ ra lúc nào anh cũng nấn nướt người khác, anh cho rằng anh có quyền năng nó, thì mối quan hệ đấy sớm tan vỡ. Anh càng nắm thì nó càng buông. Vậy bản thể con người chúng ta không có bất cứ một quyền năng gì với những thứ bên ngoài ta, mà con người chúng ta chỉ có đúng một quyền năng, đó là điều chỉnh tâm mình. Và tâm mình điều chỉnh, cái quyền năng mình điều chỉnh tâm mình đến đâu thì quyền lực đích thực của mình nó mới tăng lên đến đó. Khi nào tâm mình hết ngạo mạn thì khi đó không thấy người ngạo mạn với mình. Khi nào tâm mình hết tham lam thì sẽ không thấy ai giành giật với mình. Khi nào tâm mình hết hận thù thì chúng ta sẽ không còn kẻ thù. Khi nào tâm của chúng ta không còn sân hận thì chúng ta không còn người sân hận với mình. Vậy thì về mặt bản chất, quyền lực đích thực của chính ta là điều khiển chính cái tâm ta. Đó mới là quyền lực đích thực. Cho nên Đức Phật mới nói là gì ạ? Đã Khổng Tử mới nói là gì ạ? Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính cái tâm thức của mình. Là chính cái tâm thức của mình. Vậy thì ta chỉ có đúng cái quyền điều chỉnh cái tâm ta. Mà nếu ta còn không cầm được nó, ví dụ nó muốn làm một việc tham lam ích kỷ mà mình còn không chống được nó, mà để cho nó làm cái việc đó, thì mình đâu có quyền lực gì đâu. Mình thấy nó làm cái việc, ví dụ mình làm quan thôi, mình thấy cái tâm mình nó tham lam, nó bóc lột của dân để trở thành giàu có cho bản thân mình, mà mình còn không điều khiển được tâm mình, để cho tâm mình nó lấn lướt, nó làm việc độc ác như vậy mà mình vẫn đồng ý, thì rõ ràng mình còn điều hành được ác nữa. Cho nên với có cái chuyện là gì ạ? Số 1 là phải tu thân, tu chính mình, sửa được mình. Thứ 2 anh mới tề được ra. Thứ 3 với gì ạ? Tu thân tề ra trị quốc, rồi cuối cùng cũng bình được thiên hạ. Cho nên cái thân mình mà không sửa được, không, mình không có quyền lực để điều hành nó được, thì đừng nói đến chuyện khác, không làm được đâu. Cho nên không ai thành công, thực sự không ai có thành công bền vững nếu như có một đời sống cá nhân lộn xộn. Mà gần đây có một bác mà mới bị bắt cùng với hai cô con gái, mà bây giờ người ta móc ra đời sống cá nhân cũng khá là phức tạp. Đấy. Cho nên không ai có đời sống cá nhân phức tạp mà thành công bền vững cả. Cho mọi người lưu ý. Vậy thì cái quyền lực đích thực của mỗi con người lại là gì nhỉ? Quyền lực với chính cái tâm, tức là mình phải điều khiển được tâm. Mình có mỗi cái quyền lực lên, mà mình không điều khiển được nó thì có nghĩa là chả điều khiển được gì, đang gì có quyền lực gì. Không nhá. Rồi, chúc cho anh Thanh Bình cầm nắm được cái quyền lực đấy thật là tốt. Và gì ạ? Điều khiển được cái con ngựa tâm của mình, đừng cho nó phi lung tung mà mình mất kiểm soát nó. Rồi, xin cảm ơn.
trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.